Bài hát tập thể dục của anh Lê Dương Bảo Lâm. Và cũng không quên gửi một lời chào đến với tất cả quý vị đang có mặt cùng với tất cả chúng tôi trong buổi showcase ngày hôm nay. Và thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Quang Huy xin được gửi một lời cảm ơn chân thành nhất đến với tất cả quý vị. Và ngay lúc này đây thì Quang Huy cũng xin phép được giới thiệu dàn diễn viên của chúng ta đang có mặt trên sân khấu này. Và dĩ nhiên chúng tôi rất mong muốn sẽ nhận được những tràng pháo tay thật lớn từ phía của tất cả quý vị để cổ vũ tinh thần cho dàn diễn viên của chúng ta. Một tràng pháo tay thật lớn chào đón anh Lê Dương Bảo Lâm. Xin được chào đón chị Mi Du. Hãy cùng chào đón diễn viên Phú Thịnh. Và cái bên kia hãy cùng chào đón diễn viên Lãnh Thanh. Và đứng bên cạnh Quang Huy hãy cùng chào đón diễn viên Hiếm Phạm. Và ở phía bên kia chúng ta sẽ một đôi tay thật lớn để chào đón diễn viên Long Hoàng. Và bên cạnh đó thì chúng ta Quang Huy cũng xin được mời lên sân khấu các diễn viên đã cùng với chúng tôi tạo nên sự thành công của Kita 25. Xin phép được mời lên sân khấu của cô Tiến Công. Xin được mời diễn viên Vi Sù. Xin được mời Cindy. Và cho các Quang Huy được mời lên sân khấu sự xuất hiện của Trương Đặng. Vâng ạ. Xin mời các bạn sẽ cùng tiến lên sân khấu để chúng ta gửi một lời chào đến với tất cả quý vị đang có mặt trong buổi showcase ngày hôm nay.
Ngày hôm nay chúng tôi rất là cảm ơn những tình cảm tình yêu của tất cả các anh chị em nghệ sĩ, các bạn fan, các anh chị phóng viên báo đài đã đến đây cùng với chúng tôi. Và dĩ nhiên chúng ta không thể không kể đến người cầm trịch dự án này, đó chính là đạo diễn Lưu Vân. Được rồi, chị Lưu Vân sẽ cùng diễn lên sân khấu. Và ngay lúc này đây thì chị Lưu Vân cũng sẽ nói đôi lời cảm xúc của mình ngay lúc này gửi đến cho tất cả quý vị khán giả, những người đã có mặt cùng với chúng ta ngày hôm nay. Xin mời Lưu Vân ạ. Lúc Vân và dàn diễn viên xin cảm ơn các anh chị Hữu Chí cũng như là các bạn khán giả đã đến đây ủng hộ bộ phim showcase của ta khi ta 20 năm. Có hơi chậm trễ một chút xíu vì một vài lý do khách quan, thì mong các anh chị và các bạn sẽ thông cảm cho ekip của khi ta 20 năm lần này. Và mình hứa là khi mà premiere ra mắt ngày 1/3 sắp tới thì mình sẽ làm cho chỉnh chu hơn và sẽ không để các anh chị báo chí và cũng như khán giả chờ đợi lâu ạ. Tất nhiên thì ở chương trình của mình cũng còn có rất là nhiều nội dung, nên thành ra là mình chỉ cảm ơn các mọi người đã đến đây và chắc là sẽ nhường lại mic cho nhường lại cho Quang Huy, bởi vì lúc này là Quang Huy có một cái phần thử thách nho nhỏ dành cho tất cả các nhân vật của chúng ta đang có mặt trên sân khấu này. Với lại tất cả mọi người đang có mặt ngày hôm nay, mọi người có thấy cái phần bài hát tập thể dục vừa rồi với lại cái điệu nhảy của anh Lê Như Bảo Lâm có dễ thương không ạ? Bây giờ ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thực hiện với nhau được không? Huy rất là muốn nhờ Lê Như Bảo Lâm sẽ là người hướng dẫn cho tất cả mọi người cùng thực hiện cái điệu nhảy này. Em có nghe nói rằng là anh Lê Như Bảo Lâm cũng là linh hồn của cái điệu nhảy này, cho nên là việc mà anh hướng dẫn là sẽ tuyệt vời nhất. Mọi người đồng ý vỗ tay cho Lê Như Bảo Lâm cái được không ạ?